Ok, hi, xin chào anh em và chào mừng quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vòng quay mới ở bên Liên Quân Mobile Trung Quốc nha, xe về chung. Ok, xem là nó gọi là thay đổi những cái gì. Thì đây, để mình bấm vào luôn. Rồi, cho anh em để ý cho mình quay hết vòng quay sẽ được bao nhiêu ruby thêm nhá. Hiện tại thì mình có 2.600 ruby và 170 mấy viên đá này. Ô, nó bỏ mất đá quý rồi anh em ơi. Nó thay vào đấy là lại thay lại cái là 3.888 ruby. Ok, mình sẽ quay đó. Ồ, được 2 skin luôn này. Tôi xin là skin của Mark này. Sau đó là skin của Anete. Đúng rồi, Anete phi hành gia. Rồi, được 2 skin luôn để mình vào mình vào phần trang cá nhân mình đổi luôn nhá. Thứ nhất là Mark này, đây là Mark cái. Còn thứ hai là của Anete. Đâu nhỉ? Đây Anete đây. Hey, nhìn khá là xịn. Rồi, qua quay lốt quả skin còn lại thôi. Quả skin còn lại như là của Dasi đúng không? Chắc là Dasi ta, mình cũng không nhớ tên nữa. Bấm vào. Ui, nó còn chưa có ra luôn ạ. Bây giờ mình mất có mấy chục vé quay rồi đấy. Ui, ruby anh em nhìn kìa, nó lên gần 10.000 rồi kìa. 10.000 rồi. Ồ, được rồi. Ai skin này nhìn như kiểu công nghệ ấy nhỉ anh em nhỉ. Rồi, cuối cùng thì cũng full 3 skin. Nhưng mà chắc là sẽ không có đá quý rồi. Nên là anh em mới không thể quay đá quý để đổi rồi. Ok, đổi lốt quả skin cuối nào. Đây. Rồi thì chắc là clip mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu anh em thấy clip mình hay, đừng quên để cho mình một like, một share, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. See you on the other side.